Chiếc vương miện rất đẹp ạ. Và ai sẽ là người đội chiếc vương miện này? Thưa quý vị, trên tay tôi là kết quả sẽ cho chúng ta biết Á hậu 2 của Miss Fitness Việt Nam 2022 là ai. Giải thưởng Á hậu 2 Miss Fitness Việt Nam xin được chúc mừng thí sinh số báo danh 2 1 7 Chu Thị Ánh. Xin được chúc mừng Chu Thị Ánh đã trở thành Á hậu 2 Miss Fitness Việt Nam 2022. Ngay bây giờ xin trân trọng kính mời ông Đôn Hậu, đại diện thương hiệu Jessica Jewelry và mentor, huấn luyện viên của Chu Thị Ánh là huấn luyện viên Minh Tú sẽ lên sân khấu trao giải Á hậu 2 cho thí sinh Chu Thị Ánh. Một lần nữa dành một tràng tay thật lớn để chúc mừng Chu Thị Ánh Á hậu 2 Miss Fitness Việt Nam 2022. Xin chúc mừng bạn. Xin cảm ơn ông Đôn Hậu và mentor Minh Tú. Và mọi sự chú ý đang đổ dồn về hai thí sinh còn lại trong top 3. Một trong hai người này sẽ được vinh danh là Hoa hậu thể thao Việt Nam Miss Fitness Việt Nam 2022. Thưa quý vị, đây chính là kết quả cao nhất của cuộc thi. Xin phép được mở chiếc phong bì này. Xin được công bố Hoa hậu thể thao Việt Nam Miss Fitness Việt Nam sẽ là một trong hai thí sinh này. Thưa quý vị, như vậy là ngôi vị Hoa hậu thể thao Việt Nam Miss Fitness Việt Nam 2022 đang dần lộ diện. Tân Hoa hậu sẽ đảm nhiệm những trọng trách của cuộc thi Hoa hậu thể thao Việt Nam Miss Fitness Việt Nam 2022. Trường hợp có bất kỳ lý do gì mà Tân Hoa hậu không thể thực hiện vai trò và trọng trách của mình, thì sau khi đăng quang, Á hậu 1 hoặc Á hậu 2 sẽ là người thay thế đảm nhiệm và thực hiện những hoạt động do ban tổ chức cuộc thi đề ra. Và ngay lúc này đây, Hoa hậu thể thao Việt Nam Miss Fitness Việt Nam 2022 xin được chúc mừng là thí sinh đã có phần thi trang phục thể thao ấn tượng. Phần thi trang phục dạ hội nhận được rất nhiều tiếng cổ vũ hò reo của khán giả. Và một phần ứng xử cũng rất thuyết phục. Rất thuyết phục. Xin được chúc mừng thí sinh. Chúng ta đã đếm 3, 2, 1 và cùng gọi tên nhé. 3, 2, 1, Đoàn Thu Thủy. Xin chúc mừng Đoàn Thu Thủy đã trở thành Hoa hậu thể thao Việt Nam. Và như vậy, thí sinh Lê Phương Thảo đã trở thành Á hậu 1 Miss Fitness Việt Nam 2022. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần trao giải cho Á hậu 1
Chúng tôi xin trân trọng mời lên sân khấu ngày hôm nay ông Nguyễn Quang Huy, trưởng ban tổ chức. Xin mời ông Lê Viết Hà, tổng giám đốc Nova Commerce. Và xin mời lên cờ của người chiến thắng. Á hậu quốc tế ca sĩ Thúy Vân sẽ cùng trao giải đến với Á hậu 1. Lê Phương Thảo. Xin được chúc mừng Lê Phương Thảo với một hành trình để lại rất nhiều ấn tượng và một kết quả thật sự thành công. Danh hiệu Á hậu 1 dành cho cô sẽ là một khởi đầu tuyệt vời cho cô gái. Và chắc chắn bạn sẽ còn nhiều bước tiến xa hơn nữa sau cuộc thi Miss Fitness Việt Nam 2022. Xin một tràng vỗ tay cho Á hậu 1 Lê Phương Thảo. Chúc mừng Á hậu 1 Lê Phương Thảo. Xin chúc mừng bạn và cảm ơn bạn rất nhiều. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Xin được cảm ơn đại diện nhà tài trợ và ban tổ chức và huấn luyện viên Thúy Vân. Và bây giờ hãy trở lại vị trí trung tâm sân khấu. Hoa hậu thể thao Việt Nam Đoàn Thu Thủy. Và chúng ta xin trân trọng mời lên sân khấu ông Huỳnh Ngọc Huân, giám đốc kinh doanh vùng Novaland. Xin mời ông Nguyễn Quốc Hiệu, tổng giám đốc Nova Lifestyle, đại diện nhà tài trợ CDG. Xin mời ông Nguyễn Thảo Quân, phó tổng giám đốc Nova Service. Và bà Lê Thị Quỳnh Trang, tổng giám đốc Multimedia JSC, tổng đạo diễn chương trình. Và xin mời huấn luyện viên Minh Tú, người thầy đã luôn sát cánh với đoàn Thu Thủy, lên trao giải thưởng và chúc mừng cho trò cưng của mình đã đạt danh hiệu Hoa hậu thể thao Việt Nam Miss Fitness Việt Nam 2022. Thưa quý vị, đây chính là chiếc vô miệng danh giá Dazzling Power. Một sự lựa chọn tuy thật khó khăn nhưng vô cùng sáng suốt. Và chắc chắn đoàn Thu Thủy là người xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu thể thao Việt Nam 2022 và chiếc vương miện danh giá Dazzling Power. Kể từ đây, bạn sẽ xuất hiện trên công chúng với danh hiệu Hoa hậu thể thao Việt Nam 2022, là đại diện của bản lĩnh, của thể chất người phụ nữ Việt Nam và của những gì tích cực nhất trong cuộc sống. Chúc Thu Thủy sẽ có một chặng đường thật thành công trong vai trò danh hiệu Hoa hậu thể thao Việt Nam.